thì chúng ta đón gặp nhau đúng tâm sự và bàn bạc nguyện vọng tâm người yêu sai bài sai và xin mời các bạn nâng cốc buổi gặp mặt ngày hôm nay. Chúc các bạn thành công và những ý kiến đóng góp đó trong ngày và những anh khách có một số lời mà nói để chúng ta nắm được cái tinh thần chung của ngày hôm nay thì tôi chỉ có thêm một cái ý kiến như này mà tham gia sau này sau bữa ăn thì chúng ta có cái quan điểm chung thì như Khoa đã nói thì bây giờ uống bữa chúng ta dùng bữa sau đó anh em tất cả chúng ta cùng suy nghĩ và đưa ra một ý kiến chung để bầu lấy một người đại diện cho người Việt Nam ở Sai để lấy cái chỗ duy trì và liên lạc cho anh em chúng ta sau này để gặp nhiều tốt đẹp theo cuộc sống cũng như là xuống từ giờ sắp mệt quá đứng thở Sai. Thế nhưng mà tôi chỉ có suy nghĩ như vậy, trong lúc ăn thì chúng ta sẽ suy nghĩ và sau đó bầu lấy một người đại diện, gọi là người đại diện người Việt Nam chứ không có chủ tịch thì biết tỉnh trưởng ban liên lạc ở đây thôi. Đấy là tôi chỉ có một thành viên thêm như vậy. Thế nên bây giờ mời chúng ta nâng cốc và chúc tất cả các người anh ngon miệng. Anh sẽ đưa mày lên trang đầu tiên đấy. Con đi.
Biết kiểu điều rồi nha, hiểu chưa? Ôi, Sinh Quang ơi. Anh ở đây là bao nhiêu năm rồi? Anh phải nói có đầu đuôi tí. Anh Thủy, anh ở đây bao nhiêu năm rồi? Anh có vợ Tây hay vợ ta hay là có bồ có bình? Anh có bao nhiêu con rồi? Nó có đi nhiều lắm anh ạ. Anh bao nhiêu tuổi? Em năm nay là cũng nhiều tuổi rồi. Sao thành phố ở dưới sai này sao mà vui vậy? Bởi vì người cộng đồng mình ấy, khóa đấy là mình phải tổ chức có một cái gọi là cuộc vui, hiểu không ạ? Người cộng đồng, hiểu không ạ? Là cái tình cảm đất khách quê người mình phải là có con người Việt Nam ấy, đi đâu đấy, hiểu không ạ? Phải vui vẻ, đó. Vâng. Tập trung, chiến đấu, đó. Vâng. Xin cảm ơn anh. Vâng, xin cảm ơn anh. Ai nói nữa? Cái lỗi của mình nhận đi. Đây là cái lỗi của mình thì mình nhắc nhở thôi. Hết âm. Nam anh khó lắm đấy. Chúng tôi mới về đây chưa được 1 tháng 15 ngày. Gia đình tôi có 2 người con, 2 đứa gái 1. Nói thế giới thiệu thế không được. Các cháu đấy rồi. Nếu mà nói đúng là nói chung là hôm nay là 2 con chỉ còn thế đông. Hai là nhiều đánh rồi lắm. Và vinh dự cho gia đình chúng tôi là hôm nay cháu lớn cũng là ngày sinh nhật, cũng là ngày quốc, ngày thống nhất của nước Đức. Hello.
cho các cháu sau này có một hội nhập gặp nhau biết mặt các cháu trong buổi vui ngày hôm nay. Cho nên tôi chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết anh em người Việt ở xa cố gắng duy trì những công việc này để cho chúng ta đoàn kết và có nhau hơn. Nên gia đình Cường Thủy xin cảm ơn các bác. Xin chào mọi người. Xin chào. Vậy là vợ chồng Cường Thủy về sai sai mình. Chủ thống nhất và hôm nay chúng ta cũng đã tổ chức một bữa cơm thân mật tập trung anh em ở sai cái số đông sai và còn anh Quang đại diện cho người chúng ta xem hết trên đây và cũng là rất là niềm vui tự hào đối với em ở xa. Thế thì qua cái việc ngày hôm nay thì cũng có một cái ý kiến nhỏ nhỏ này của anh Duy rất là đậm đà, mang cái tính chất đậm đà dân tộc và cũng là một cái truyền thông đoàn kết của người Việt Nam xa xứ và nhất là anh em em chị em ở xa. Cho nên là vợ chồng anh Cường không nên buồn, có hai cháu là một gái một nữ nhưng ở xa này thì số đông thì cũng đã có đấy. Chị thì giống mẹ và em thì giống chị cũng là nhiều, không có vấn đề gì cả, nhất là anh chú đấy. Cho nên là để anh em được vui vẻ chuyện trò và cùng nhau uống chén rượu. Thời tiết hôm nay cũng đã dành cho chúng ta một nhiệt độ rất là tốt cho anh chị em ngồi ăn uống thư giãn để tâm sự với nhau. Thế còn buổi và trong cái buổi chi tiêu ngày hôm nay thì tôi cũng thông báo với anh chị em biết là anh em hôm trước thì cũng có thống nhất là cử anh Huy người đại diện chung. Đến đây thì tôi rất là vui mừng được biết được anh anh mình. Alo 1 2 3 4 có anh em nào ngoài anh nhá, đề nghị về hội trường nhá. Kinh nghiệm của tất cả những người trước, chúng ta có được và hoạt động ở đây không phải chúng ta chỉ đăng ký độc quyền Việt với nhau và phải tìm một cách là phải liên lạc với cả tổ chức. Mọi việc cái từ từ đó rồi thì là tổng kết vào camera đây mang tính chất là tình cảm, mang tính chất như kiểu gia đình thì ta nên dùng từ gọi là trưởng ban trưởng hội hay trưởng ban liên lạc cũng được và trưởng thôn liên lạc 420 chưa nổ.